Cô thử nghĩ xem, một người vợ bị chồng mình phản bội thì sẽ dám làm gì? Con xin phép gửi lại chồng con cho bố mẹ. Tôi có thai rồi. Cút ngay ra khỏi nhà tao! Con xin bố. Tao không có đứa con khốn nạn và hư hỏng như mày. Tuần trước anh Kiên có nói với chị là anh ấy đi công tác à? Thì sao? Chị nhìn đi, là anh ấy đang đi chơi với tôi đấy. Cô muốn gì? Cô nói luôn đi, đừng có mà vòng vo. Tôi nói này, tôi có thai rồi. Cái gì? Anh Kiên ở với chị chỉ vì trách nhiệm thôi, chứ tình cảm thì hết lâu rồi. Nếu như chị thông minh thì nên rút lui đi. Đừng có mà đấm ăn xôi, rồi đến lúc ra đi bằng tay trắng ấy thì nhục lắm. Đồ trơ trễ. Cô cút ngay đi. Cút. Nếu mà cô không cút ý, thì tôi không biết và tôi sẽ làm gì đâu. Cô thử nghĩ xem, một người vợ bị chồng mình phản bội thì sẽ dám làm gì? Đi đi. Anh cầu xin em ấy, anh vợ của ta chỉ là sai lầm thôi. Anh thực sự cần em, cần con và cần gia đình hơn. Anh cút ngay đi. Mì, em bình tĩnh anh nói này. Anh xin em cho anh một cơ hội thôi. Anh sẽ không bao giờ liên lạc với cô ta nữa. Lúc đó anh say quá để anh không kiểm soát được bản thân mình. Mì ơi, Mì em đừng nóng. Đây, cứ coi như là anh bỏ hết sĩ diện của thằng đàn ông ra để quỳ gối xin em. Xin em, Mì, cho anh một cơ hội đi Mì. Anh hứa anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Anh sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ là cô ta, sẽ không bao giờ để cô ta gặp em nữa. Dù gì mình cũng chung sống với nhau 7 năm rồi mà Mi. Còn con nữa mà, tha thứ cho anh nhá. Mi. Ừ, bố xin, để cho bố. Con vào dọn dẹp cho nó xong thì mày nghỉ ngơi đi. Dạ vâng ạ. Alo, Minh nghe. Kể ra chị cũng mặt dày thật đấy. Cố gắng ở lại cầu xin lòng thương hại của anh Kiên à? Cô không có đủ tư cách để nói chuyện với tôi. Anh ấy vừa ở chỗ tôi về đấy. Chắc giờ cũng về đến nhà rồi nhở. Hôm nay tôi có xịt lọ nước hoa mà anh ấy tặng cho tôi. Mùi hương nồng nàn thơm lắm. Bố. Bố uống nước, bố có nước chưa? Đây rồi. Vợ đây à? Đây, tiện thể vợ uống nước đi. Thế dọn dẹp xong hết chưa? Nếu mà chưa xong ấy, để lát nữa chồng vào chồng làm nốt cho nhá, nghỉ ngơi đi. Bố ạ, con có chuyện muốn nói với bố. Chuyện gì thế con? Con xin phép gửi lại chồng con cho bố mẹ. Để cho bố mẹ dạy dỗ ạ. Ơ, bố làm chứng cho con. Từ ngày con về làm dâu đến giờ, những công to việc lớn con đã đều góp tay. Ở nhà này tiền cũng là phần lớn do con làm ra. Thế mà chồng con lại đi cặp bồ. Đây, con xin phép gửi bố những hình ảnh tin nhắn mà nhân tình của anh ta đã gửi cho con. Thêm nữa là tin nhắn chụp màn hình của chồng con bố ạ. Anh đã nói rồi, ly thân rồi còn gì. Anh không còn tình cảm với vợ anh nữa. Tuần sau anh đưa em về ra mắt bố mẹ. Con dâu đẹp như em, ai mà chả thích. Còn con cái, anh để cho cô ta nuôi hết. Nhận làm gì cho em đỡ khổ. Thằng mất dạy. Vợ con đàng hoàng như thế mà mày dám làm cái chuyện vô đạo đức như thế hả? Mày cút ngay ra khỏi nhà tao. Con xin bố. Tao
tao không có đứa con khốn nạn và hư hỏng như mày. Bố ơi, bố bớt nóng. Con biết là quyết định này của con sẽ ảnh hưởng, khiến cho bố mẹ phiền lòng. Nhưng mà con không thể sống chung với một người đã phản bội mình nữa bố ạ. Còn bây giờ con xin phép đưa bé Gấu về nhà ngoại. Cuối tuần con sẽ gửi đơn lên tòa bố ạ. Bố phải cho thằng này một trận mới được. Bố ơi, con xin bố. Nhà này mấy đời không ai bỏ mình, nó làm cả họ mình nhục nhã con ạ. Nhưng con ơi, bố xin con ấy, con đừng có bỏ nó. Con mà bỏ nó lúc này ấy, thì bố của nó được hưởng lợi đấy. Con nghĩ kỹ đi. Con nghĩ kỹ lắm rồi bố ạ. Con xin lỗi bố. Tan cửa lát nhà rồi. Mày hài lòng chưa cái thằng khốn nạn kia? Cút, cút ngay ra khỏi nhà tao.